Hello 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 mọi người, ngày hôm nay thì nhà Vân sẽ trang trí cây thông Noel. Đây sẽ là lần trang trí đầu tiên khi mà mình về chung một nhà. Cut. Hôm nay là mình sẽ bắt đầu trang trí, sau đó sẽ đẹp thiệt đẹp, rồi mình sẽ có một góc chụp hình sống ảo. Và bây giờ mọi người hãy xem vlog trang trí cây thông Noel cùng Nhật Vân Family. Đầu tiên là cái cây thông. Cái thông này hôm qua mình mua. Cái này khỏi cần cắt hết rồi. Cái này em có thể để nó xuống, xong rồi mình để nó xuống rồi. Xong rồi lấy cái này ra. Rồi. Xong, sang một bên. Ông Vân, alo. Đây có phải là Giáng sinh hạnh phúc nhất của cuộc đời anh đúng không? Anh hốc số. Tại vì anh có em trong cuộc đời anh đúng không? Đúng không? Giờ buổi sáng muốn có tiền ăn sáng uống cà phê, mình phải trả lời là đúng rồi. Đúng rồi. Cái này tao gỡ ra luôn à? Đây em gửi, em gửi. Cái này nó khác với những cây thông khác mọi người. Những cây thông khác là có lá, nhưng mà hai vợ chồng mình đã quyết định là sẽ mua cây thông không có lá cho nó lạ. Mày nghĩ là gắn cái này trước đi, xong rồi sau đó là mình sẽ xòe nó là xong. Đâu, xòe cái này xong lát hồi em để cái này lên thôi. Để cho mỗi người đều có công chuyện làm. Rồi, sao nữa? Rồi, xong anh bắt đầu xòe ra đi. Cái này có phải xòe không? Có phải gỡ cái này không? Không, cái đó nó bịt lại để ấy đó. Để nguyên vậy hả? Yes. Thật ra Giáng sinh đó là cái mùa mà em thích nhất đó anh. Sao? Tại vì em có đạo, mà ở bên đạo là Giáng sinh là rất là quan trọng. Mà xong rồi mỗi lần Giáng sinh đó là được ba mẹ chở đi coi người ta trang trí mấy cái hông. Xong rồi được ở nhà làm hang đá vui lắm. Năm nay còn làm không? Có, năm nào ba mẹ cũng làm hết. Anh nghĩ là đâu nhất thiết phải cho nó đều nhau đâu, nó phải có một cái sự so le. Đúng rồi, nhưng mà nó phải xòe xuống. Rồi bây giờ cứ bẻ hết ra nhá, xong rồi mình adjust sau, được chưa? Mai mốt con sẽ chạy vòng vòng, xong rồi con sẽ kêu phụ. Xòe vô gì á? Cái thông mà xòe mắc cười quá vậy. Không tin lấy hình qua ra coi. Không. Lấy hình qua chụp coi. Không. Bây giờ cây của em muốn nó xòe như vậy. Cái tự nhiên xòe ra. Cây thông mà đã là cây thông mà. Thông nó đâu có mọc theo kiểu này. Không. Đúng rồi. Tiếp đi nè, cầm cái này đi em. Này nhìn giống gì biết không? Cầm. Này nhìn giống cái cây phơi đồ. Đấy, nhìn cây phơi đồ. Ủa, mình có cần cái bụt để cho cái này nó cao hơn không? Cây này 1m8 á. Đấy, nghĩa là cái này nó phải nằm ở đây này, nó phải chiếu lên. Chưa bẻ xòe ra hết này. Lấy mấy cái mắc áo mà. Nhiều gì. Anh nghĩ là nó phải, cái này phải chiếu lên chứ còn đâu có ai chiếu ra hết cây này. Xong công đoạn đầu tiên, đó là làm thành một cái cây từ hai khúc cây. Mặc dù nó hơi giống cái... Nhưng mà chưa gì thì nên cắm lên.
Xong rồi mọi người, ok, cảm ơn mọi người đã xem vlog của nhà Vân, bye bye. Không, bây giờ sẽ tiếp tục công việc trang trí nha mọi người. Nhưng mà anh nghĩ là nó vẫn hơi bị mất cân đối. Bây giờ phải trang trí trước xong rồi mới lấy được chứ. À quên. Chồng. Ừ. Đầu tiên thì mình nên rời cái này ra đây. Có cái không gian gắn những cái thứ còn lại. Sao nữa? Sao? Đấy là ông già Noel hay là con ai? Mà anh sợ cái này nó nặng. Nặng hả? Ừ. Anh nghĩ được mà. Thân thì nó bằng sắt mà, có sao đâu. Thấy chưa? Em nói với anh là nó mọc xéo lên mà anh không chịu nghe. Ngon hả? Cái cây nó phải mọc xéo lên chứ đâu có ai mọc xéo xuống. Đó, nó mới giống cái cây này. Chị lên đây đứng. Có cần đứng trong cái này. Đứng trong cái này thì chẳng sao. Không, mình treo lên trên cành chứ. Đó là quà, nó stocking. Mọi người sẽ bỏ quà vào trong này, quà bất ngờ. Ví dụ như là voucher mua sắm trị giá 50.000 đồng. Đố anh tại sao mà người ta phải treo châu lên? Cho nó đẹp, cho nó lấp lánh. Bling bling bling. Đúng không? Em không biết nữa. Phải đặt đố. Ôi, để bên này nè, góc này đang thiếu gì. Để đây nha. Hoặc là để đây. Sau này. Vẽ treo đi. Sao em sẽ làm như thế này? Mình hết đồ treo chưa? Hết rồi. Cái này còn gì nữa? À, cái này em phải xỏ dây. Đúng không? Nhưng mà từ đó là giờ tình mình.
Giáng sinh ở đâu là anh thấy vui nhất? Giáng sinh ở đâu mà anh thấy vui nhất? Giáng sinh ở Canada là vui nhất. Lý do? Tại vì nó lạnh, nó có tuyết. Hồi lúc em đi Pháp á, em thấy ở bên đó người ta trang trí đẹp đó. Mà xong rồi nó có một cái đường đó, nó gọi là cái hội chợ Noel á. Ở bên ở Paris đó, đẹp lắm. Nó bán mấy cái đồ trang trí này nè. Xong rồi nó còn có cả mấy cái mà trò chơi cho con nít á. Vui rất là vui luôn. Nói chung là mấy cái nước mà châu Âu thì nó sẽ tiên trí đẹp hơn. Tại vì cái mùa này là truyền thống mà từ nước họ mà ra. Thì làm sao mà mình trang trí nhiều bằng bên kia được. Nhưng mà ở Việt Nam có bây giờ cũng trang trí nhiều như chỗ quận nhất á. Hồi trước em hay lên chỗ Diamond Plaza chứ. Ring the bell rang, it's not a night away. Sắp xong rồi mọi người ơi, sắp xong rồi. Xong rồi mình sẽ phải có mấy cái món quà để được. Không! Ơi! Nè! Cái gì? Nè! Cái nào? Nè! Ở đâu? Nè nè! Thì sao? Nè! Xài đi! Nè! Bỏ lên! Giữ xài đi! Mọi người có thấy cây phong nhà của mình, màu chủ đạo đó là màu đỏ và màu vàng. Ở đây ông cụ này cho ra đây đứng. Ê, hey, bear bricks. Cái đó màu vàng nữa. Đẹp chưa? Để anh mang cho. Cho ba con đi cho nó đầy. Phải nhiều để chứ. Để con này đứng bên này. Cây thông này rất là dễ di chuyển và di dời. Rồi. Có món quà luôn, ghê thật. Ông già Noel và chú bé bút chì. Được chưa? Rồi. Có ổn không? Và đây chính là tác phẩm của Nhà Vân. Yeah. Chưa còn một câu đoạn cuối, đó chính là cắm đèn lên. Lung linh. Hello, lung linh, lung linh. Anh đứng đợi đi, em sẽ ẩm giám khảo là. Thánh giám khảo đã đi ra. Hé nhau. Giám khảo thấy sao giám khảo ơi? Giám khảo đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ. Ông già Noel siêu ngầu. Đẹp mở ra. Đây. Rồi, con thấy đẹp không? Con thấy đẹp không? Đẹp không? Chương quá. Giám khảo đang bận ngủ rồi. Alo, alo, alo. Và đây chính là thành phẩm của Nhà Vân. Và một lần nữa xin được chúc cho tất cả mọi người sẽ có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc, vui tươi bên cạnh gia đình và những người thân yêu. Và ta-da-da-da. Thành phẩm của ngày hôm nay. Bye bye. Giám khảo đi ngủ rồi. Nên không có giám khảo ở đây. Bye bye.